theo đánh giá của em, vợ em có phải là người có trực giác tốt không? Vợ em thì giống như kiểu là giết nhầm còn hơn bỏ sót đấy. Có một cái kỷ niệm như thế này là hai lúc em đi coi phim, trong phim thì có một cô bạn gái, trời ơi. Thế là về ghen mà không nói, kiểu nghĩ là chắc đi đóng phim với cô này 1-2 tháng chắc cũng có gì không, về ghen không nói gì luôn, không nói chuyện không gì luôn. Em phải đi gọi là phải tìm hiểu lý do, phải moi móc thông tin rồi năn nỉ, cuối cùng mãi mới chịu thôi đấy. Có nghĩa là ghen kiểu này là ghen không theo trực giác mà ghen theo cảm tính. Cứ có phụ nữ đứng cạnh em auto là sẽ auto ghen. Dạ. Vì thế mà chúng tôi lưu ý trong chương trình có một công chúa bóng bóng. Em đứng xa ra để giữ hạnh phúc dạ cho không, gia đình. Mọi người yên tâm, này con em dắt theo đi chơi thôi. 1, 2, 3, 4 và 5. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 6 vị khách mời mà chúng tôi đã mời tới chương trình ngày hôm nay. Em đang phân vân giữa anh số 1 và anh số 5. Em thì lại nghĩ ngược lại với vợ em luôn. Bình thường ở nhà thì những lần mà em làm cháy vợ kết quả thế nào Trê Quân? Kết quả cũng không tốt đẹp lắm. Giờ và tin cháu đúng không? Tin một lần thôi. Một lần, nếu mà không đúng là mấy vòng sau là không tin nữa hả? Chồng tự về mình đi. Chồng tự về mình đi. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Có thể chơi xong chương trình thì hai vợ chồng nói. Ủa, vậy mình